xin được kính chào toàn thể các bác nhé. Ngày hôm nay thì em lại giới thiệu với toàn thể các bác chiếc xe Hyundai i30 CVK nhập khẩu nguyên chiếc. Bản này là bản nội địa Hàn Quốc nhé, bản full, bản cao nhất của em nó, đời 2009 và vẫn như các sản phẩm khác thôi. Cam kết không đâm đụng, không còn nước, máy móc nguyên bản 100%, an ninh đảm bảo, không có phạt nguội, không có gì cả. Đó. Nếu mà đang kiếm tìm một cái chiếc Moling thì tội gì mà ăn Moling, mà không em ăn này, rộng rãi, đó, chạy đầm chắc, máy móc bền bỉ, thương hiệu của em nó thì có thừa rồi, đó, ngoại thất thì mặc dù 2009 nhé, nhưng rất là, vẫn còn rất là ngon nhé, nội thất vẫn nguyên bản hết này mọi người này, đấy, táp lô này, vẫn chưa xước xác gì cả này, đấy, vẫn nguyên zin hết, ghế da nguyên bản, đấy, cửa sổ chơi đầy đủ hết này. Đấy, keo chỉ chắc chắn là phải nguyên zin hết rồi. Đó, đấy, keo chỉ nguyên zin nhá, đã gọi là cam kết không đâm đụng, không đụng nước rồi thì các bạn yên tâm nhá. Cái xe thì nó bị khô cái dầu ở cái chỗ cái thanh hãm này thôi, nó kêu cút kít thôi, không có gì cả. Đấy, cái thanh hãm thôi, cho nên là cho vào cái ít dầu cái vào cái nào ok thôi, không vấn đề gì cả. Đó, rất luật là nội thất nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản của nó đấy nhé mọi người nhé. Đây, rộng rãi chưa, cốp rộng rãi chưa các bác, i30 thì quá chuẩn rồi, lốp sơ cua theo xe vẫn nguyên zin hết này. Đấy, chưa có vấn đề gì cả, keo chỉ còn nguyên, đó, không phải suy nghĩ gì cả. Đây để em nói cái lốp cho nó còn không nào. Xe thì em không đi mua trực tiếp cho nên là em không chưa để ý, chưa nhìn thấy đời lốp đâu các bạn. Đó, keo chỉ đây, bên phụ đây. Đấy, cam kết không đâm đụng, không ngập nước, tội gì mà đi mau linh. Đấy, chưa đến 300 triệu. Các bác mà muốn biết giá cụ thể thì xem phần mô tả phía dưới nhé. Liên hệ cái số điện thoại 0968 22388 để ép giá. Đó, keo chỉ nguyên hết. Xe rất sạch sẽ, đẹp, không vấn đề gì cả. Để em quay cái phần động cơ cho các bác vào việc cho nó nhanh này. Để em nhìn cái lốp này xem còn đời lốp theo xe không nào. Hết đời lốp rồi các bác. 2009 đến giờ mà. Đây. Đây là khoang động cơ của em nó này. Keo chỉ cabo này. Đấy. Keo chỉ vẫn nguyên zin hết này. Đây, cái đường tay này. Đường keo trên nó ủ cái thứ này vẫn nguyên zin hết này, chưa có tì vết gì cả. Chưa có xi nhê gì cả nha. Đấy. Đấy. Đấy, bên này cũng vậy này. Chân máy này. Nguyên zin hết nha. Đây, em này máy này rất thoáng, đầu taxi có thứ các bác có thể nhìn thấy luôn, em quay. Đấy, chưa một tì vết gì nhá. Cái chỗ này các bác đừng bảo là nó bị có vấn đề nha, cái chỗ này là cái nguyên bản của nó đấy, zin của nó đấy nha, không có ảnh hưởng gì cả. Đó, máy bác có thứ nguyên zin chưa, chưa động chạm cái gì cả. 2009 nhưng mà em nói là rất ngon luôn đấy chứ không phải ngon. Này, đấy, cái bên này với bên kia nó giống nhau y hệt này, cái chỗ này là hơi lõm này này, đấy, không khác gì nhau cả. Đấy, cái đầu taxi ấy. Đấy, không có một vấn đề gì nhé. Đó gọi là cam kết nó phải vậy, đúng không các bác? Đó, nguyên zin hết. Bác nào chưa tìm được cái chiếc xe ưng ý của mình, nếu mà yêu quý những chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe luôn cam kết chất lượng như vậy thì nhớ thích đăng ký và đừng quên cái chuông nhé. Đây là phần gầm của nó này, hơi khó quay nhỉ. Đây. Đó, gầm của em nó đây, không vấn đề gì cả nha. Đó, xin được cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi hết video. Vừa rồi là nội ngoại thất của em Hyundai i30 bản CVK nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, bản nội địa Hàn Quốc này rồi.
Thế thì bác nào cảm thấy yêu quý chiếc xe này, cảm thấy phù hợp nhu cầu sử dụng của mình thì hãy bốc máy lên. Cái số điện thoại 0968 22 388 luôn chờ cuộc gọi đến của toàn thể các bác nhá. Còn hôm nay thì như vậy thôi. À, các bác có đóng góp ý kiến gì phiền các bác comment xuống phía dưới này giúp bên em nhá. Còn nếu mà chưa tìm được cái xe ưng ý của mình, nếu yêu quý những cái chiếc xe đẹp, những cái chiếc xe luôn được cam kết chất lượng như vậy thì nhớ tích đăng ký và đừng quên tích chuông để tìm cho mình chiếc xe mà ưng ý mình nhất. Rồi, hôm nay như vậy thôi. Xin chào toàn thể các bác.